Cái này là cái gì vậy ta? Tôi là Kun Kun, robot đến từ tương lai. Ở tương lai, trái đất đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Không thể nào, cả gia đình ta vẫn luôn chiến đấu để bảo vệ môi trường mà. Sữa uống dinh dưỡng Quân Men Nhật mới, bổ sung chủng men nguồn gốc Nhật Bản, giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng cường miễn dịch. Ủa, sao không có rác? Rác đâu hết rồi hả cô? À, hồi sáng có mấy người ở công ty sạch 100% gì đó tới thu hết rồi. Công ty gì nghe tên lạ quắc vậy? Công ty mới thành lập thì phải. Hiện đại lắm, toàn là robot đi thu gom thôi. À, họ đây nè. Sạch 100%, sạch 100%. Nếu có rác thải, không cần làm gì cả, vì chúng tôi tự động xuất hiện. Với công nghệ xử lý hiện đại nhất hành tinh, chúng tôi cam kết xử lý sạch 100%, nhanh chóng, hiện đại, hoàn toàn miễn phí. Xem như mình thất nghiệp rồi. Ủa, Tám Tuốt, quên mất mình chạy nhanh quá, làm sao em ấy theo kịp được? Anh hai nhìn gì vậy? Tám Tuốt, sao em đuổi kịp anh hai vậy? Nhờ năng lượng đặc biệt trong túi quân thần kỳ sô-cô-la nè, giờ em đã có siêu tốc độ không kém gì anh hai đâu nha. Nhanh lên anh chớp chớp, coi chừng không đuổi kịp em nha. Yes! Cho cẩn thận nghe chưa? Nhà máy được canh giữ vô cùng cẩn mật, nên tụi con chỉ có thể theo dõi từ bên ngoài. Trên đường về bên cạnh nhà máy, tụi con phát hiện ra cái này nữa. Cá chết nhiều như thế này chứng tỏ môi trường xung quanh đang bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi đây. Đúng như lời Kun Kun nói, nhà máy này rất bí ẩn. Tối nay gia đình mình sẽ hành động. Dạ. Bạn sao thế? Mình căng thẳng quá à. Thì đừng căng thẳng nữa. Chắc bạn là robot nên không hiểu được đâu. À, mình có cái này có thể giúp được Tám Tuốt nè. Túi cồn năng lượng thần kỳ bị ổi mát lạnh sẽ giúp bạn phấn chấn tinh thần ngay lập tức. Wow, lạnh như kim vậy. Yeah, ngon quá, mình hết căng thẳng rồi. Cảm ơn Kun Kun nha. Ở đây được canh gác rất cẩn thận. Cả nhà mau uống túi cool năng lượng thần kỳ để được bảo vệ nào. Yeah! Đã vô hiệu quả camera giám sát. Mẹ đã vô hiệu hóa toàn bộ camera giám sát. Đến lượt ba. Không thấy máy móc xử lý rác thải nào ở đây cả. Họ định làm gì với số rác này chứ? Tám Tuốt, nhìn kìa. Mau theo dõi thiết bị kia. Đó là những thiết bị tự lái, bên trong không có người. Mẹ hãy đưa con lên trên đó. Sao lâu quá vậy ta? Hay là... Hả?
nhìn kìa. Nhìn đâu cũng thấy xác động vật biển thế này. Đây là... rác thải. Ba bự, cẩn thận. Ba tuột gì mà to khủng khiếp vậy trời. Hai đứa không sao chứ? Tám Tuốt, bay cao lên con. Buông ra, có buông ra hay không? Cả nhà không sao chứ? Âm mưu nào đứng đằng sau đảo rác khổng lồ này? Các bạn hãy đón xem tập 3 Trái đất hậu tận thế trên kênh Love Queen để theo dõi hành trình giải cứu trái đất của gia đình Queen siêu phàm nha. Sữa uống dinh dưỡng Queen Men Nhật mới, bổ sung chủng men nguồn gốc Nhật Bản, giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tăng cường miễn dịch.